Gì đây? Nước. Hả? Nước hay nước gì đây? Xem nào. Uầy, cơm với nước chè á. Vâng. Thế là nay không có gì để phân lai là đủ hai cái chưa? Con tắm ấy. Có. Đủ hai cái đúng không? Vâng. Thế là hôm nay là cháu Lực mua hết là 600 là 20 ngàn cô bác ạ. Thì số tiền còn dư là 380 ngàn thì cháu Lực sẽ. Cháu cảm ơn bác Thanh Vũ đã gửi quà cho con cảm ơn bác sức khỏe. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống hoàn cảnh của bốn mẹ con của bác ạ. Và hôm nay cháu Lực xuống có nhận được thêm là một cái phần quà của anh Thân Vũ là dưới Hà Nội có gửi cho cháu Lực là 1 triệu là 100 ngàn. Và trong đó thì là anh Thân Vũ có gửi cho cháu Lực là 100 ngàn thì làm kinh phí đồ xăng đi lại, còn là 1 triệu thì sẽ để mà mua đồ cho là ba mẹ con, cho là bốn mẹ con chứ cô bác. Và đồ thì trong hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua lên rồi cô bác ơi, khá là nhiều. Một tay sách thì đâu đó tầm độ là hơn 10 cân một chút cô bác. Cháu Lực cũng mua là một số cái đồ dùng mà như nhu yếu phẩm là cần thiết nhất. Các em thì đi học từ buổi sáng cho đến buổi chiều thì độ tầm là 4-5 giờ thì các em mới về cô bác ạ. Thành ra là những cái giờ đấy thì cháu Lực mới đi xuống. Trong cái video này thì lời đầu tiên thì cũng xin cảm ơn tới anh Thân Vũ rất là nhiều. Cảm ơn tấm lòng của anh Thân Vũ dành tặng tới cho gia đình của bốn mẹ con những cái phần quà, những cái nhu yếu phẩm rất là cần thiết. Đấy, là tiếp tục là đi thôi các bác. Có lúc từ trên kia xuống thì đường cũng khá là xa, thành ra là đi khá là khó. Cháu Lực cũng không có ghi hình nhiều cả. Gần đến nhà của bốn mẹ con rồi, cháu Lực mới ghi hình. Tầm chiều chiều thì các em về thì hay đi làm những công việc là phụ giúp cho mẹ. Thời tiết mà nắng nắng như này thì đi đường nó rất là dễ dàng, chứ còn những hôm mà trời mưa ấy, thì các em đi cũng cực kỳ là khó khăn. Thứ nhất là đường các em đi học này. Xách một lúc thì cũng đâu đó là khá là mỏi tay một chút các bác ạ. Hầu như là ra đến gần nhà các em thì phải nói là rất là hoang vu các bác. Cho Lực sẽ để đồ ở đây một tí đã. Đấy. Cho Lực sẽ ghi hình một chút về cái khung cảnh từ đằng sau nhà của bốn mẹ con tới cho tất cả các bác cô chú anh chị là không biết. Vừa rồi thì cháu Lực định là đi ra bên kia các bác đấy, nhưng mà một tí đã, cháu Lực cầm cái này đi á, sợ rằng là tí chó lại tha mất là cái đồ ăn đi các bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng có mua thêm là cả cá mắm nữa, tại vì là cũng không biết là mua gì nữa các bác ngoài cá mắm ra ấy. Với lại là cá mắm thì nó cũng là một cái nhu yếu phẩm, một cái rất là cần thiết. Đấy, vừa ra thì thấy là cô là đang lấy rau lợn đấy cô bác. Đấy, cháu Lực cũng xách đồ là đi về đó cô bác ạ. Xách đồ là vào trong nhà đó. Thôi thì một tí nữa nói gì thì nói. Đoàn ơi, ra đây hộ anh một tí. Hộ anh lấy lên nhà một tí. Ôi rồi,
Và đoàn cơm à? Nào, đoàn gửi lời chào tới các ông các bạn từ từ nhé. Anh em mới chờ đã. Rồi. Cháu Đoàn xin chào tất cả quý anh chị. Sau Đoàn bảo là cháu Đoàn xin kính chào các ông các bà nhé. Cháu Đoàn xin chào các ông các bà nhé. Đấy. Cháu Đoàn xin chào. Chào các ông các bà. Rồi, thế đang ăn cơm à? Vâng. Thế ăn cơm đi. Ăn cơm xong thì làm gì làm? Có một mình thôi à? Vâng. Mẹ ăn cơm xong rồi à? Vâng. À. Đây là vừa đi học về hay là đi đâu về đấy? Vừa đi học về. Vừa đi học về à? Vâng. Thế các anh đâu? Chưa về. À, chưa về á? Thế còn là Chích đâu? Nó bảo đi tìm hạt trầu. Chích là đi tìm hạt trầu rồi á? Đi xa không? Nó đi học xong nó tìm một trên kia. Gọi là em đi học xong là em tìm hạt trầu, không được gọi là nó nhá. Nhá, được chưa? Ăn cơm đi. Mời các bạn cơm cùng nào. Mời các ông các bạn ăn cơm. Rồi. Ăn cơm với gì đây? Nước. Hả? Nước ăn nước gì đây? Xem nào. Rồi. Ăn cơm với nước chè á? Vâng. Thế là nay không có gì để ăn à? Không. Có ăn mì tôm luôn không? Không ăn á? Chú anh lấy mì tôm xuống này, nếu mà ăn mì tôm thì pha mì tôm ăn. Nhà có nước sôi không? Không. Không à? Nhà có cái phích không thế? Không à. Phích chẳng tiên có đúng không? Vâng. Mèo này là mèo của nhà Đoàn à? Vâng. À, mèo này sắp phải chửi hay sao rồi nhỉ? Vâng. Con to rồi. Ăn cơm xong, xong rồi một tí nữa. À. Vâng. À. Cho mèo ăn à? Vâng. Một tí, một tí nữa mấy giờ lại ăn cơm? 7 giờ, 8 giờ. À, 7, 8 giờ là mới ăn cơm à? Là Lạ ơi! Bạn này, bắt lên bắt là Lạ. Ấy Đoàn này áo đẹp thế. Áo hôm nọ mua là như nào? Áo hôm trước anh lấy về cho. À, thế là áo hôm trước các ông các bà gửi lên cho đúng không? Vâng. Rồi. Vì bây giờ đợi mẹ về đã rồi thì ở nhà có cái có cái rổ gì không để mà đựng cá này, một tí lấy cá thôi á. Lấy cái rổ ra. Có cái khay gì không? Đấy là cái đấy ra này. Đấy xong thì một tí cá này thì muốn để đâu không? Để đâu thì để nhá. Vâng. Cá này thì đem cất đi, đem treo trên này để không tí mèo ăn đấy. Đấy đem treo. Đấy để lên cao này thì mèo mới không ăn được. Rồi cất cái này đi, cái này thì để ra kia một tí. Đoàn này là một cái cậu bé mà rất là ngoan các bác ạ. Thế là bây giờ ăn cơm xong thì định đi hộ mẹ là làm gì đây? Đi tìm hạt trầu. À, lại đi tìm hạt trầu. Ừ. Hôm nọ đi bán được tí nào không? Có. Nó đi bán được à? Nó là mẹ đi bán à? Ừ. À, xem mẹ lấy rong lợn xong chưa? Bảo mẹ lên đây. Còn ở phía bên ngoài một chút các bác. À, các bác nhìn thấy trong phía trong nhà thì phải nói là vào muộn một chút thì đâu đâu cũng hở rất là nhiều. Những cái cột kiếc này thì đã bị nghiêng. Đây là những cái ngày nắng còn ở được bình thường các bác. Nếu như là những ngày mưa thì hầu như là bị dột rất là nhiều. Mình xem là Đoàn với mẹ đang làm gì đây. Cái này là ai đi nhổ về đây hả Đoàn? Mẹ. Mẹ á? Vâng. Mẹ học khái á chứ mà. Vâng. Thế là cô là đi lấy cả cái
Bàn về hốc cắm chung ê. À. Mấy à. Thế là cô là hôm nay là đi làm công việc ở trong thôn nữa các bác, là gặp cái cây này là lấy. Cái này thì không biết là người ta chắc là lấy phơi xong rồi mới lấy. Đây hạt chẩu này thì vào cái mùa này thì có rất là nhiều. Đây đây nào. Đây này ra thì chưa có gặp là chích với lại là giang cả cô bác ạ. Đấy, đoàn này gần ngồi gần mẹ nhá. Hôm nay đi xuống thì anh lại nhận được là một cái phần quà là của bác là ở dưới Hà Nội. Bác có gửi cho là gia đình mình là 1 triệu đồng. Đấy, nhưng mà trong đó thì bác cũng có bảo với anh là mua một số cả thực phẩm cho bố mẹ con. Thì một tí nữa em bảo lại với mẹ nhá. Ha, bảo là có một anh ở dưới Hà Nội là gửi cho mẹ nhá. Một bác nhá, không phải là một anh nhá. Bác là thân vú ở dưới Hà Nội gửi cho là 1 triệu nhá, bảo mẹ thế nhá. Và hôm nay thì cháu Lực cũng mua lên là một thùng mì tôm này, với lại là trong này thì sẽ là gồm là mì chính này, nước mắm này, xà phòng này và cọ mây này và nước mắm này và chai dầu ăn. Đoàn có thể mở ra xem là có đầy đủ những cái mà anh mua chưa, xem là có những cái là nó thiếu. Trong nhà thì hiện tại là ánh sáng là bắt đầu hơi tối một chút rồi các bác. Đằng sau nhà này thì tối hơn tại vì là nó có rừng cây rất là nhiều. Đây là một thùng coco mi này các bác. Thùng này thì là để buổi sáng là các em ăn sáng nha Đoàn nha. Vâng. Có mì chính nữa. Mì chính có rồi đúng không? Mì chính này, cá mắm này, xà phòng này và cọ mây này. Đấy, cọ mây này thì là mua 2 cái các bác là đông người hơn đấy. Và mua một chai nước mắm này, mua một chai dầu ăn, mua thêm một chai Sunlight. Mua thêm 2 cái con gác. Cái đoàn đang cầm là có 2 cái là một cái. Một cái. Đây này, cứ đưa cho một cái đây. Đấy. Đấy, nó có 2 cái đúng không? Vâng. Rồi, có 2 cái đúng không? Cái bàn chải đánh răng là có đủ 4 cái chưa? Có. Đủ đúng không? Vâng. Cái Sunlight là đủ 2 cái chưa? Cái phòng tắm ấy. Có. Đủ 2 cái đúng không? Vâng. Thế là hôm nay là cháu Lực mua hết là 600 là 20 ngàn cô bác ạ. Thì số tiền còn dư là 380 ngàn. Thì cháu Lực sẽ gửi cho cô để mà cho cô cầm. Mi lao từ Hà Nội tôi gửi mà thơ nhắc là chiếu đi bản làn đi ở làn tứ đô đi mất phải sóc bạc mi tiếp thành anh nhưng nhưng mi là 8 bạc về tiếp thành nên là nó và thơ ở nhắc nào có 380.000 thì có lẽ là cháu lực không có đủ tiền lẻ của bác ạ. Thành ra là cháu Lực sẽ gửi cho xem nào có đủ tiền lẻ không. 300 này 80.000 là đủ tiền lẻ. Đủ tiền các bác ạ. Thôi Đoàn thử đếm xem là đủ 380 chưa. Xong rồi đưa cho mẹ nhé. 380.000 nhé. Rồi đấy là bao nhiêu? 300. 300 rồi đúng không? Phía sau là đủ 80.000 chưa? Đủ đúng không? Thế là đưa cho mẹ cầm nhá. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là bố mẹ con gửi một lời cảm ơn tới anh thân Vũ ở Hà Nội. Chúc anh cùng gia đình là gặp thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nà là hát cầm lơ hát khẩu nông bà riêng láo cắm hoặc đi dù Hà Nội. Nà là hát khẩu nông. Nà là hát khẩu nông ở đây chứ nà là bác khẩu chiếu này. Tại vì bác khẩu chiếu nà là khẩu chiếu hát. Bán nông đá thân kia nông. Bán nông lâu kia. Bán đêm
giúp có mua gần chè nó cái hàng thò cào ấy để cái này ít tiền là để cái quá hơi căn lại. Cháu được sẽ xin thay mặt là cô là dịch lại, cô có gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ, cảm ơn những cái phần quà. Các cháu thì còn nhỏ, còn đang đi học cũng không có làm được gì ra tiền cả. Rất là biết ơn và rất là nhớ cái phần quà của anh Thân Vũ. Bây giờ thì đoàn là thay mặt là anh Giang, thay mặt là em Trích gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ, bác Thân Vũ nha. Rồi. Cháu cảm ơn bác Thân Vũ đã gửi quà cho con. Con cảm ơn bác sức khỏe, thật là nhiều sức khỏe may mắn ạ. Đấy, rồi, đấy. Đây là vừa rồi cháu được cùng gửi cái phần quà của anh Thân Vũ tới cho gia đình rồi. Và tiền thì cũng đã còn dư thì 380 cháu được đã gửi cho cô rồi cô bác nhá. Bây giờ thì đoàn là cất đồ đi nhá. Cái nào mà mình cần dùng thì mình dùng luôn nhá. Vâng. Vâng, để phải cảm ơn anh Nala. Là... cho anh mượn mic, lấy cái mic cho anh. Đấy. Cái tôm này thì để mai ăn sáng nhá. Rồi. Thế buổi sáng các em là đi là ăn cái gì? Buổi sáng là không ăn gì á? Thế là nhịn đến trưa luôn à? Ôi ôi. Mình đi thuyết thôi, chẳng nào bị ừ. Buổi sáng sớm thì ăn cơm không thì nó rất là khó ăn. À, để làm thứ mặt xuống cắn cái tá này không? Ừ. Có tốt nữa. Cái đoàn là cứ đi, mấy cái đồ này là đoàn biết dùng rồi đúng không? Rồi. Đấy, cứ cất vào đấy cũng được. Chú ngủ của hai anh em thì hiện tại là đang ngủ phía bên này các bác ạ. Vào trong kia thì rột quá. Mùa này thì cũng đang là vào cái mùa mưa đó, cho nên là chuyển đi chuyển lại cũng không có được. Các em ngủ thì phải nói là chú ngủ rất là khổ sở các bác ạ. Cực kỳ là rất là xuống cấp nhà ấy. Trời nắng là còn như thế đấy các bác. Còn là những hôm nào mà trời mưa ấy thì cháu được xếp vào để mà về phía bên trong nhà khi mà mưa lú với đấy, ra những cái phía bên này thì các bác nhìn thấy nữa, là bị hầu như là bị thủng khá là nhiều ở những cái tấm mà tấm ngoài âm dương này các bác này. Có những chỗ thì các bác nhìn thấy là có sao sao một chút được kia kìa. Vừa rồi là định đi nhặt hạt chẩu đấy hả đoàn? Vâng. Xem có nhà có cái rổ không, nhà lấy cái rổ đi rửa chứ. Ở bên này thì cháu Lực cũng đã cũng nhìn thấy là có một cái chỗ mà để mà làm bếp củi cho các bác ạ. Đây nhưng mà tuy nhiên thì phía bên này là không có dùng đến. Ê, ở nhà là thường thường là ai rửa bát là nhiều hả đoàn? Em hả? Và em Trích. À, thế là hai em nhỏ hơn là rửa bát nhiều hơn à? Còn anh Giang thì chắc là với mẹ là nấu cơm nhiều hơn nhờ. Vâng. Nhà hết rồi, rửa bát luôn rồi à? Vâng. À. Vậy nào đây anh ta. Nhà thì hầu như là những cái vật dụng đấy các bác, hầu như là không có đồ gì là quý giá là nhiều quá. Nhà cũng rất là đơn sơ, thì hái những khi mà muốn kiếm được những cái đồng tiền đấy, cô với lại các em là đi hái hạt chẩu này, xong là đi kiếm nói chung là những cái gì người ta thu mua đấy là lấy hết. Đấy, phía bên ngoài này là hạt chẩu là vừa vưng vái là khắp nơi này. Ăn mà. Có những cái để cả trong là bao tải nữa. Không biết là cái này là cái gì đây. À, cái này là cái cho bác ạ, để mà lọc mà không biết, chắc là cô không biết là lấy làm gì đây. Cái này là mẹ lọc lấy để làm gì đấy Đoan? Thì làm... À, để vào để trong này à? Vâng. À, đây này đang lọc đây. Để lọc vào xong là mới nữa để nhuộm vải của bác ạ. Cái bể này chắc là cái thời làm từ lâu lắm, thấy là mọc rêu đầy này.
này vào thì chắc lại không có gặp là Trích với lại là Giang nữa các bác ạ. Ở nhà là dẫn nước tận đâu về? Tận kia. Chỗ này là màng nhựa, nó là vàng rất là nhiều các bác này. Còn bò mấy con bò này thì là nhà của bố mẹ con là cũng lấy nuôi giỏi không bác. Tôi đang ở trên kia là bóc hạt chảo. Nên dạo ôi để ít nước thôi em, để ít nước thôi, để nhiều quá để ít thôi, để nứa đi rồi thế rồi. Để cả một chậu này thì phí rồi cả bát lắm. Cái đoàn đi học thì có bị ai bắt nạt không ấy? Không. Không ạ. Thế từ khi mà bố mà không còn thì có bạn ai trêu không? Các bạn có trêu bạn là không có bố được không? Không. Và các bạn có trêu bạn là trêu mình nhà nghèo không? Không. Trêu rồi à? Bị các bạn trêu thế là các em là không có động lực để mà đi học đấy, ngại ấy không bác. Cái bể này thì có vẻ như là làm cũng thấy là mất khắp nơi rồi các bác này. Cái Giang này là đi học về rồi à? Ra đây xem nào. Hôm nay đi học về muộn hơn à? Vậy áo đẹp thế, nọ mẹ dẫn đi mua à? Này đang thanh niên là còn đang phải bỏ quần xuống thì mấy gửi lời chào để cho các bác được. Đấy, phải gọn gàng ấy. Nào, bây giờ Giang nào. Thưa Giang xin kính chào tất cả các chú anh chị ạ. Ok nhá, rồi. Chào Giang bảo là con xin chào các ông các bà thôi. Con xin chào các ông các bà. Thế đi học về là hôm nay là em nghỉ muộn hơn à? Vâng ạ. Trường em với lại là trường đoàn là không giống nhau đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ em đi ăn cơm đi nhá. Vâng. Đấy, vừa rồi thì anh thấy là đoàn cũng không có gì để ăn đâu. Nếu mà đói thì pha mì tôm ăn nhá. Vâng. Vừa mua mì tôm cho. Đi đi. Cái này là dây gì đây? Nước cho mẹ nuôi để cho. À, thế là này là như kiểu là bị ốm đau là bỏ này đúng không? Vâng. Này nó tương tự như là một cái bộ hộ mạnh này các bác này. Rồi đi ăn cơm đi. Vâng. Trích thì về chưa? Vâng. Chưa đâu ạ. Đoàn này có vẻ như là tóc dài đoàn này à? Nào để cho anh đeo cho đoàn nào. Hãy nói chuyện thì nó mới rõ được. Bởi vì các em là nói chuyện nhỏ quá. Hôm nay đi học là mấy là đến lúc mà về đến nhà là mấy giờ có biết không? Có. Thường thường em đi học là về đến nhà là mấy giờ? 4 giờ rưỡi. 4 rưỡi là về đến nhà rồi à? Vâng. Cái là về là ai về trước là ăn trước đúng không? Vâng. Em buổi sáng là không ăn gì. Xong là đến buổi trưa 11 giờ với mẹ ăn cơm. Vâng. Ăn cơm xong là đến chiều 4 giờ mới ăn cơm. Vâng. Ai đáng nghe ra là những cái lúc mà 4 giờ đúng không này thì hầu như là không có phải là bữa cơm của các em đâu. Nếu mà tính ra bữa sáng của các em là nó thuộc dạng là bữa trưa mất rồi các bác. Buổi sáng thì các em đi học là không ăn gì đâu các bác. Có hôm thì ăn còn có hôm thì không ăn. Của bố mẹ con thì rất là mong là sớm được sự chung tay của các bác là giúp đỡ tới cho bố mẹ con về cái một chút gì đấy của bác.
cơm nước hàng ngày. Bố mẹ con ăn cơm là phải nói là ăn cơm mà sao nước lá, ăn cơm sao nước lại nước chè nữa, cực kỳ là cái món ăn mà phải nói là hầu như là chưa ai muốn ăn cả, và chưa ai nghĩ tới là mình sẽ ăn như thế cả. Hôm nọ là chưa mua dép à? Chưa. Dép hồng em đi mua keo con voi vì rán. À, thế là đi mua keo vì rán thôi á? Ừ. Đi lại dép của anh Giang đâu các bác ạ? À? Để cho em ấy đi vào nhà cất bát á. Đoàn thì không biết là ra kia là đi đâu đâu cô bác. Và đi theo em xem là đi đâu. Và ra phía bên này thì cháu Đức thấy là mộ của bố các em là chôn cất là cũng rất là gần cô bác ạ. Nay là hôm nay là ai đốt đấy? Mẹ. Mẹ đốt à? Ừ. Chắc là mẹ là ở nhà là gom rác đốt này cô bác này. Mấy quá nhỉ. Đây là chuồng lợn à? Vâng. Có mỗi một con lợn này thôi à? Vâng. Cái chuồng, hai cái chuồng to cô bác này, có mỗi một con lợn là nuôi thôi. Lợn này có phải là lợn nhà em không? Có phải là lợn của nhà em không? Có. Có à? Thế những cái thửa ruộng dưới này thì có phải là ruộng nhà em không hả Đoàn? Có. Vẫn là có à? Nhà em là đến tận thửa nào? Tận ở bên trên nhà. À, bên trên nhà kia à? Mỗi cái thửa to to này đúng không? Ừ. Lại ra phía bên này thì anh đi ra kia một tí nào. Ra phía bên này thì bố của Đoàn của bác này vừa thấy đâu đó là tầm độ được 2 tháng thôi, chôn cất rất là gần. Bây giờ đi qua đây còn sợ không? Không. Không sợ à? Ừ. Con gì ấy? Ủa, con gà. Ủa, gà nó rỉ hết những cái chỗ gần ngoài đường này cô bác này. Tôi thấy là mộ của bố các em là làm rất là đơn sơ cô bác, để trên một số là cái tảng đá lên trên thôi. Những cái vật dụng thì vẫn còn ở đây mà người bố thì không biết là đã ở người bố thì đã ở thế giới bên kia rồi, và một cái thế giới mà các em không bao giờ được gặp lại bố nữa. Rồi mình đi về đi Đoàn ơi. Đây là mỗi lần nhìn nhớ bố là ra đây à? Vâng. Ra đây nhìn mộ của bố xong lại đi về à? Vâng. Ra đây có bao giờ nhìn mộ của bố xong khóc không? À, nước mắt có rơi không? Có. Có. Lúc đấy là nhớ bố lắm rồi à? Vâng. Nhà của các em thì các bác nhìn thấy các bác này, từ phía bên ngoài vào thì các bác nhìn thấy được rằng là một cái ngôi nhà mà khá là đơn sơ rồi, nó không có cái gì để mà tả đâu các bác. Còn vừa rồi thì cháu Đức cũng đang nói đấy là đi vào đằng sau nhà ấy các bác, cháu Đức sẽ cùng Đoàn và Giang hiện tại cơm xong rồi Giang. À thế ra đây mấy anh em mình cùng đi vào đây tí. Chuồng trâu này thì cũng chắc là bố còn để bố làm thôi chứ. Cái này là Đoàn cho anh hỏi tí, cái chỗ này bị sạt thì lúc mà sạt thì bố còn không? Có, lúc cháu đi kia gặt lúa xong nó đổ xuống. À, là mới đổ xuống à? Vâng. Thế là bố chỗ này bị sạt được bao lâu thì bố mất? Giang có biết không? À, thế sạt được 3 tuần xong lại bố mất rồi à? À, chắc là có một cái điểm gì đấy các bác này. À, mấy cái búi trên kia thì các bác nhìn thấy là không có chỗ nào bị sạt, mà ở đây thì các bác nhìn thấy cái thế đất này, ở dưới kia thì không có chỗ nào bị sạt cả, là mấy cái búi này thì bị đổ thôi, nên nó bị nghiêng đi thôi các bác, nó không có bị là sạt là nhiều cả. Nào anh ấy các em là đi ra đằng sau đi. À, vừa rồi thì cháu Đức cũng có chia sẻ các bác là đằng sau nhà của các em ấy. Thế là ăn cơm xong rồi đúng không? Thanh niên Giang ấy. À.
Cái hôm nay thì hôm qua thì cái phần quà của bác Thảo Đố gửi cho thì là bộ quần áo này các bác. Ngồi đây, đằng sau nhà thì các bác nhìn thấy nhá. Tô này thì bị phớ luôn này. Vớ lúc nào không biết. Đâu, chỗ nào vớ lúc nào không biết. Chỗ này á? Này thì bị vớ lâu chưa? Thế là vớ lúc nào là không biết ở chỗ này ấy. Đấy, các bác nhìn thấy cái ngói âm dương này, nhìn là trên kia thì có vẻ như là khá là các bác chỉ thấy kiểu không có một khung cảnh là bị dột một chút nào cả. Đấy, nhưng mà khi vào mùa mưa đấy đấy là bị dột rất là nhiều. Như hôm nọ mà nếu mà cháu Lực không có vào chứng kiến ấy, thì cháu Lực cũng không có biết rằng là nhà nhìn ở phía bên ngoài nhìn đẹp như thế mà vào trong nhà là bị dột nhiều thế cả. Sợt hết cả mình của bác ạ. Giấm phải cái ống nước này của bác này. Đấy, giấm phải cái ống nước này xong là nó cứ cảm giác như nó bị động ấy, cứ tưởng giấm phải con rắn ấy. Sợt hết cả mình. Không phải nói là thoát hết cả tim của bác. Ống nước này là ống nước đi vào nhà mình đúng không? Vâng. Ở nhà thì ở trên này có dính đất này của bác này, còn mọc hết cả cái rêu lên nữa. Chỗ nào là bị dột nhiều nhất ở Giang như này á? Chỗ này á? Này là bị dột nhiều nhất đúng không? Đấy, như các bác nhìn thấy là ở cái góc bên này này các bác, là nó đã bị nhìn thấy là xuyên thủng là viên vào bên trong rồi. Nên là chỗ ngủ của các em là đây đúng không? Ôi đây trước làm nhà thì đào sát tản ly quá của bác ạ. Rồi bây giờ nếu mà ở đây mà anh em mà bước một cái là đi xuống dưới là bước được luôn đấy, nhưng mà nhìn thế này thôi không dám bước một chút nào cả của bác ạ, tại vì là những cái cây bên này nó bị yếu rồi. Đấy, bên này này. Cây này thì có vẻ như là mới chặt hay sao đó. Đấy, ở dưới kia thì các bác nhìn thấy được rằng là này, cảm giác như kiểu nhà này không có người để ở đấy, nếu mà nhìn đằng sau đi rất là hoang vu. Ra đây thì chắc là các em cũng ít ra nhỉ? Vâng. Thành ra là thấy là cỏ mọc khá là nhiều. Đây có một cái tấm ngói này còn bị bay ra rồi. Không biết là dây này dây gì ạ? Giang đi lấy dao về để phát à? Vâng. Nhà có một con dao hay là nhiều con dao? Một con dao. Một con dao thôi à? Thế là bây giờ một tí là cùng anh phát nhá. Vâng. Đằng sau nhà này thì các bác nhìn thấy này, toàn rừng với rừng thôi. Cũng khá là hoang vu thôi. Chỗ này hỏi mẹ có cho phát không Giang? Hỏi mẹ có cho phát không? Có à? Tại vì là theo dân tộc nùng đấy các bác, có một số khái niệm là theo phong tục tập quán rồi. Nếu mà phát đằng sau này thì hình như là cũng phải là xin phép bề trên một chút đấy, thì mới được phát đấy các bác. Có rất là nhiều những cái hủ tục thì các bác ở dưới xuôi thì các bác nó sẽ nói là rất là cảm giác rất là cổ hủ đấy các bác. Cái này thì chắc là bị rơi lâu lắm rồi đoàn ở đây á. Vâng. Chỗ ngủ là ở mẹ là ở phía bên này đúng không? Vâng. Dưới kia thì có vẻ mặt dưới kia thì có vẻ là bị nhiều hơn. Một cái ngôi nhà mà nhìn trông rất là rất là ấy, nhưng mà nhìn trong rất là chắc chắn đấy các bác. Nhưng mà nếu mà khi mà đến mùa mưa các bác mới nhìn thấy cảm nhận được rằng nhìn trong nhìn vào bên ngoài thì các bác nhìn thấy một cái ngói âm dương thì rất là đẹp đúng không các bác. Cái dao này là dao để mà đi phát nương đúng không Giang? Đối với các em thì về những cái công việc như này này thì không có xa lạ gì với các em cả, các bác á. Bé tí đã thi theo mẹ đi lên rừng lên núi để lái rồi. Cái lần sau là nó có nhiều cỏ là em phải phát nó đi ra nhá. Chắc là cũng định là một ngày nào đấy phát rồi đúng không? Vậy ra thêm tí bên này đang là được rồi đây này. Đoàn đi ra nhé, Đoàn nhá, để cho anh ra phát nhá. Dao thì thật sự dao thì nó không có mát cả.
Ui, đây có muối nhiều quá. Nhờ. Vâng. Đêm đi ngủ có con muối nhiều không ạ, à, Đoàn? Có. Có nhiều à? Vâng. Cái màn này còn thủng nữa nhỉ? Vâng. À, có lẽ là cái video này của bác này thì cũng khá là dài rồi. Cho lúc tôi xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã luôn yêu quý tới cháu Lực cũng như là những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ nữa. Bây giờ cũng muộn rồi, cháu Lực cũng phải đi về sớm sớm một chút của bác ạ. Về đêm muộn thì vào cái mùa này tối rất là nhanh. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Bây giờ thì hai anh em là gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông các bà nhá. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Thank you.